Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xnet Việt Nam, xnet.net.vn. Trong clip này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn VPS là gì, cách đăng ký VPS miễn phí sàn Xnet. Video sẽ đề cập đến 4 nội dung chính như thể hiện trên màn hình. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu VPS là gì. Cái thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ưu điểm của việc sử dụng Xnet VPS. Phần thứ ba, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn điều kiện để có thể đăng ký Xnet VPS miễn phí. Và cái phần thứ tư thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký Xnet VPS miễn phí. Chúng ta sẽ cùng đi vào các cái nội dung cụ thể. Nếu bạn là người mới đến với kênh thì bạn hãy bấm vào cái nút đăng ký và bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những video hướng dẫn mới nhất về Xnet bằng tiếng Việt. Nếu có thắc mắc nào cần giải đáp thì bạn để lại bình luận bên dưới video này. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về Xnet. Hướng dẫn đăng ký tài khoản Xnet và các thông tin update mới nhất về Xnet chúng tôi để dưới mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể tìm đến trang xnet.net.vn. Trên đây bạn có thể tìm thấy tất cả những cái thông tin và hướng dẫn sử dụng về Xnet tại Việt Nam. Chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi đầu tiên, VPS là gì? VPS là một cái máy chủ riêng ảo, là một giải pháp thiết bị đầu cuối từ xa và được hưởng lợi từ việc giảm độ trễ và thời gian chết vì VPS không bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện hay sự cố máy tính. Các bạn hình dung VPS nó là một cái máy tính độc lập đặt ở một cái nơi nào đó rất xa chúng ta. Và cụ thể ở đây với Xnet VPS thì nó sẽ ở một cái trung tâm tài chính quốc tế. Cái máy tính đó ấy, thì chúng ta có thể ngồi ở nhà và chúng ta điều khiển được nó. Và cái máy đó nó sẽ hoạt động 24/24. Ngay cả khi thiết bị đầu cuối của bạn đóng thì VPS vẫn sẽ tiếp tục giao dịch cho bạn. Cái điều này thì nó sẽ rất phù hợp nếu như bạn sử dụng các cái robot giao dịch hoặc là các cái robot báo giá hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình thực hiện các cái lệnh giao dịch. Thế thì cái ưu điểm của việc sử dụng Xnet VPS là gì? VPS của Xnet được đặt gần các máy chủ giao dịch của Xnet tại Amsterdam và điều này làm cải thiện đáng kể chất lượng và tốc độ kết nối của bạn. Ngoài ra thì nó còn có một số những cái lợi ích như sau. Thứ nhất, nói về tốc độ. Do VPS được đặt tại cùng trung tâm dữ liệu với các máy chủ giao dịch nên việc ping máy chủ giao dịch diễn ra vô cùng nhanh. Thời gian cho cái hành động đó nó diễn ra là từ 0,4 cho đến 1,25 mili-giây. Vì vậy, các báo giá đến tức thời và lệnh của các nhà giao dịch được gửi đến máy chủ không chậm trễ. Đó, tức là tốc độ giao dịch của chúng ta sẽ được đẩy lên rất là nhanh. Và khi mà tốc độ giao dịch được đẩy lên nhanh như thế thì đồng nghĩa với cái việc chúng ta sẽ thực hiện được các cái lệnh mua và các cái lệnh bán với cái giá giao dịch là tốt nhất. Cái thứ hai là nó sẽ có được cái sự ổn định. Do độc lập với việc kết nối Internet của bạn, chất lượng Internet của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc khớp lệnh. Và cái thứ ba đó là khi chúng ta sử dụng Xnet VPS thì chúng ta có thể giao dịch 24/24 giờ. Đó sẽ là một cái điều rất là tốt nếu như các bạn sử dụng các hệ thống cố vấn hay là các cái robot giao dịch. Đó. Thế thì ngay cả khi máy tính của các bạn tắt thì cái con robot giao dịch đó nó vẫn chạy cho các bạn. Các bạn hình dung nếu như các bạn cài robot giao dịch ở trên máy tính của các bạn thì khi máy tính của các bạn tắt đi thì con robot đó nó cũng sẽ ngừng hoạt động. Thế còn nếu như các bạn sử dụng VPS thì máy tính nó sẽ hoạt động 24/24. Do đó con robot đó nó cũng sẽ chạy liên tục và nó sẽ đảm bảo cho các bạn không bị nhỡ các cái nhịp di chuyển của thị trường. Cái tiếp theo đó là sử dụng VPS thì nó sẽ đảm bảo được cái tính linh động. Máy chủ của VPS khả dụng ở mọi hệ điều hành. Các bạn có thể sử dụng Windows, macOS hoặc là Linux. Và tiếp theo nó sẽ đảm bảo được cái tính di động. Bởi vì cái việc truy cập tài khoản của bạn và giao dịch có thể diễn ra tại bất cứ đâu trên thế giới. Có thể nói VPS nó rất cần thiết với những nhà giao dịch nghiêm túc muốn tự động hóa các chiến lược và cải thiện tốc độ giao dịch của họ. Thế thì cái điều kiện để đăng ký Xnet VPS miễn phí là gì? Để đủ điều kiện sử dụng VPS miễn phí của Xnet thì trước tiên cái tài khoản trong khu vực cá nhân của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là chúng ta phải có được cái tài khoản giao dịch trên sàn Xnet đã, đúng không ạ? Nếu như các bạn không có tài khoản trên sàn Xnet thì chắc chắn là chúng ta sẽ không được cung cấp miễn phí cái VPS này rồi. Và nếu như bạn chưa có tài khoản trên sàn Xnet thì bạn có thể tham khảo cái video hướng dẫn mở tài khoản mà tôi có để trong cái phần bình luận ghim hoặc là trong cái phần mô tả của video này. Cái điều kiện thứ hai để được đăng ký Xnet VPS miễn phí đó là bạn phải có số tiền nạp tối thiểu là 500 đô tính đến thời điểm hiện tại hoặc số tiền tương đương theo đơn vị đồng tiền tài khoản của bạn tại thời điểm bạn yêu cầu. Và cái thứ ba đó là bạn phải có ít nhất 100 đô tiền ký quỹ khả dụng tại thời điểm yêu cầu.
Cái thứ tư là bạn phải có 100 đô tiền ký quỹ khả dụng trong suốt thời gian đăng ký. Đó thì bạn phải đảm bảo được một số những cái điều như thế thì chúng ta mới được cung cấp VPS miễn phí. Những cái điều kiện này thì nó không phải là quá khó đúng không ạ? Với việc duy trì 100 đô trong tài khoản thì tôi nghĩ đó không phải là một cái điều quá khó đối với nhiều bạn. 100 đô thì nó tầm khoảng hơn 2 triệu một chút thì chắc là chúng ta cũng có thể đảm bảo được cái điều đó đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng ta nghiêm túc với cái lĩnh vực đầu tư Forex này thì cái khoản tiền đầu tư 100 đô hoặc là lớn hơn là một cái khoản tiền đáng để chúng ta có thể bỏ ra. Tuy nhiên các bạn yên tâm, đó là cái số tiền này nó vẫn là trong cái tài khoản của chúng ta mà, nó có mất đi đâu đúng không ạ? Nếu như chúng ta không giao dịch nữa, chúng ta rút về vẫn được các bạn nhé. Thế thì cái cách đăng ký Xnet VPS miễn phí là như nào? Đầu tiên các bạn đăng nhập giúp tôi vào khu vực khách hàng của các bạn. Để có thể thỏa mãn cái điều kiện được cung cấp VPS miễn phí thì các bạn có thể nạp vào trong tài khoản của các bạn 500 đô. Sau đó các bạn có thể giao dịch một vài lệnh. Sau cái quá trình giao dịch đó thì các bạn có thể rút bớt cái số tiền của các bạn về nếu như mà các bạn không muốn để trong cái tài khoản của các bạn nhiều tiền. Đó thì các bạn có thể để trong cái tài khoản của các bạn hơn 100 đô, tức là cái số tiền nó thỏa mãn cái yêu cầu mà VPS nó đặt ra. Để an toàn thì các bạn có thể giao dịch cái tài khoản này trong vòng 1 đến 2 tuần. Sau đó thì các bạn mới làm các cái thủ tục đăng ký VPS miễn phí. Để tiến hành các cái thủ tục đăng ký VPS miễn phí thì các bạn vào giúp tôi cái phần hỗ trợ khách hàng ở phía dưới bên phải. Đó, cái biểu tượng vàng vàng đấy ạ. Các bạn bấm giúp tôi vào đó. Các bạn đợi một chút để Xnet nó tải cái cuộc trò chuyện. Hiện tại như này là chúng ta đang nói chuyện với một con robot trả lời tự động. Đó, các bạn có thể kéo xuống phía dưới và các bạn vào cái phần chuyển sang hỗ trợ trực tuyến. Khi các bạn bấm vào cái phần này thì Xnet nó sẽ kết nối chúng ta đến một cái người hỗ trợ trực tuyến và các bạn có thể trao đổi trực tiếp với họ. Đây ạ, các bạn thấy ở đây tôi đã kết nối được với cái người hỗ trợ trực tuyến của Xnet rồi. Đó, các bạn thấy tôi đang trao đổi với họ để tôi yêu cầu họ cung cấp cho tôi VPS miễn phí. Và ở đây thì họ sẽ chuyển cho tôi các cái thông tin, tức là những cái yêu cầu để có thể được cung cấp VPS miễn phí. Và tất nhiên là những cái thông tin này thì tôi đã nắm được rồi và tôi đã đảm bảo được các cái điều kiện này thì tôi mới liên hệ với họ để yêu cầu họ cung cấp cho tôi VPS miễn phí, được chưa? Đó, các bạn có thể kiểm tra lại một lượt các cái thông tin nhé. Khi mà chúng ta liên hệ với người hỗ trợ như thế này và chúng ta đã thỏa mãn đầy đủ các cái điều kiện để có thể được cung cấp VPS miễn phí thì Xnet họ sẽ cung cấp cho chúng ta một cái mã số bí mật và chúng ta có cái nhiệm vụ cung cấp cái mã số bí mật đó cho cái người hỗ trợ này. Đấy, tức là gì ạ? Xnet sẽ gọi điện hoặc là gửi một cái tin nhắn về cái điện thoại mà các bạn đã đăng ký đối với sàn, cung cấp cho các bạn một cái mã 6 số. Các bạn lấy cái mã 6 số đó, các bạn nhắn cho cái người hỗ trợ này. Đó. Và cái người hỗ trợ này họ sẽ lấy thông tin cái mã số đó của các bạn, cũng như là họ sẽ lấy cái thông tin của cái tài khoản mà các bạn đảm bảo đủ các cái yêu cầu. Đó, ví dụ ở đây, tôi có cái tài khoản 322 này là cái tài khoản mà nó đủ các cái yêu cầu để có thể nhận VPS miễn phí. Thì tôi sẽ cung cấp cho họ cái số tài khoản 322 này. Đấy. Đầy đủ từ 19037322 các bạn nhé. Đó thì tôi sẽ cung cấp cho cái người hỗ trợ này. Sau một vài ngày xét duyệt thì Xnet sẽ gửi cho tôi một cái email. Trong đó sẽ có chứa đầy đủ thông tin của cái VPS mà tôi có thể đăng nhập vào. Ở đây các bạn nhé, thì đây là cái email mà sàn Xnet đã gửi cho tôi để cung cấp cho tôi cái VPS miễn phí. Thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái gì để chúng ta có thể đăng nhập được. Cái thứ nhất ở đây đó là cái tên đăng nhập. Đấy, tên đăng nhập, được chưa? Cái thứ hai đó là cái mã IP và cái thứ ba đó là cái mật khẩu đăng nhập. Đấy. Thì để đăng nhập được vào VPS chúng ta sẽ cần phải có những cái thông tin như thế này, ba thông tin này các bạn nhé. Và với những cái thông tin này ấy, thì chúng ta đã có thể đăng nhập vào VPS và tiến hành giao dịch ở trên đó được rồi. Ở đây thì bạn cũng cần phải lưu ý cho tôi một số những cái điều như này. Cái lưu ý thứ nhất đó là hiện nay Xnet chỉ cung cấp một VPS cho mỗi khu vực cá nhân. Tức là các bạn đăng ký tài khoản trên sàn Xnet thì các bạn chỉ được cung cấp một cái VPS thôi các bạn nhé. Nếu tài khoản kết nối VPS của bạn không hoạt động, tức là không có các cái lệnh giao dịch đó, trong vòng 14 ngày liên tiếp, bạn sẽ nhận được thông báo tạm ngừng dịch vụ qua email. Nếu sau 2 ngày tiếp đó bạn vẫn không có hoạt động giao dịch, Xnet sẽ tạm ngừng dịch vụ VPS của bạn. Đồng thời, tất cả dữ liệu được lưu trong VPS sẽ bị xóa và không thể phục hồi. Và nếu bạn không giao dịch trên tài khoản của mình khi chờ yêu cầu được xử lý, tức là gì ạ? Ở cái phần trên chúng ta nói là cái VPS nó có thể được xét duyệt trong vòng 5 ngày làm việc á,
thì trong vòng 5 ngày làm việc đó các bạn vẫn cần phải có những cái hoạt động giao dịch các bạn nhé. Thì những ngày bạn không giao dịch sẽ được tính vào cảnh báo 14 ngày như trên. Đó thì các bạn lưu ý là như vậy. Tuy nhiên nếu như xảy ra cái tình huống không hay lắm, đó là chúng ta bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ VPS, thì khi mà chúng ta có những cái phát sinh giao dịch lại á, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu đội ngũ support cung cấp lại cho chúng ta cái VPS miễn phí này. Trên đây thì tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn thế nào là VPS, cũng như là cái điều kiện và cách thức để chúng ta có thể đăng ký VPS miễn phí của sàn Xnet. Hy vọng là những cái thông tin mà tôi cung cấp thì nó hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhớ cho video một like cũng như bấm vào cái nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất khi mà kênh phát hành. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.